Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nữ chủ quán bắt gặp bé gái 2 tuổi không mặc quần áo đi lạc trong đêm, cứu cặp bố mẹ sau sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, đoạn video quay lại cảnh bé gái 2 tuổi đi lạc, trên người chỉ mặc đúng một chiếc tã lót, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ chủ quán bánh bao nhìn thấy bé gái đi lang thang nên đã báo cảnh sát. Phóng viên địa phương tìm đến cửa hàng bánh bao của người phụ nữ nhờ thông tin được cung cấp bởi đồn cảnh sát Tây Đường, huyện Hải Dương, thành phố Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Từ lời nữ chủ quán bánh bao, vụ việc đã xảy ra từ đầu tháng 11. Giữa đêm khuya, cô nhìn thấy một bé gái không mặc quần áo, đi lang thang qua cửa hàng của cô, chỉ có chiếc tã lót trên người, nhưng chiếc tã cũng nặng trịch ẩm ướt. Nghĩ rằng bé bị lạc, cô đã chạy ra bế em vào cửa hàng của mình. Cô cho biết, khi đó bé gái run rẩy vì lạnh, mặt hoảng sợ không ngừng gọi bố mẹ. Nữ chủ tiệm tìm chiếc áo rộng khoác lên cho em. Phóng viên tìm hiểu mới biết, nữ chủ tiệm bánh bao tên Dương Hiểu Quyên, 31 tuổi, quê nhà ở Hà Nam. Lúc đó chúng tôi đang ở trong tiệm gói bánh bao, chuẩn bị sáng mai mở cửa. Đang làm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Sau đó nhìn thấy một đứa trẻ đi ngang qua trước cửa mà không có người lớn bên cạnh. Thế là Dương Hiểu Quyên dừng việc gói bánh, lập tức chạy ra kiểm tra. Khi chạy lại gần bé gái, Dương Hiểu Quyên mới phát hiện em không mặc quần áo, chỉ có tã lót. Con bé nhìn thấy tôi thì ngồi xuống đường khóc lớn, người run rẩy trông rất tội nghiệp. Dương Hiểu Quyên ôm đứa trẻ vào cửa tiệm, khoác lên người em chiếc áo ngoài của mình. Chồng cô, Quách Khánh Thuận, gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngồi đợi cảnh sát đến, Dương Hiểu Quyên ôm đứa bé trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về và hỏi: "Em nhỏ, bố mẹ của em đâu? Nhà của em ở chỗ nào?" Bé gái vẫn im lặng, chỉ tay hướng ra ngoài cửa hàng. Sau đó, hai nhân viên cảnh sát đến, Dương Hiểu Quyên và chồng thuật lại mọi chuyện và trao đứa bé cho cảnh sát. "Con bé không mặc quần áo, trời lại lạnh, các anh để ý một chút nhé," Dương Hiểu Quyên nói với cảnh sát. Chúng tôi đã kiểm tra camera đường phố, cũng tìm đến nhân viên trực ban ở khu vực xung quanh để tìm hiểu tình hình, giúp đứa trẻ tìm kiếm bố mẹ, nhân viên cảnh sát từ Vũ Hào nói với phóng viên. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát đã liên lạc được với bố mẹ của bé gái. Thì ra vì nhà phát sinh chuyện gấp nên bố mẹ bé gái phải ra ngoài ngay trong đêm. Lúc đó em đang ngủ say. Phụ huynh nghĩ rằng họ chỉ đi một lát rồi quay về nên đã để con ngủ một mình ở nhà. Thế nhưng bé đã thức dậy giữa chừng, hoảng loạn, sau đó tự mở cửa, đi thang máy và ra khỏi chung cư để tìm bố mẹ. Phụ huynh bé gái vô cùng biết ơn vợ chồng Dương Hiểu Quyên và các nhân viên cảnh sát đã không ngại đêm khuya mà tìm cách đưa con về với họ. Đồng thời, họ cũng bày tỏ đây là bài học to lớn để lần sau không phạm phải. "Chúng tôi chỉ có mỗi con bé, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ không thể sống nổi. Vợ chồng chị Dương đã cứu chúng tôi một mạng," mẹ bé gái chia sẻ với phóng viên địa phương. Tòa nhà Bank of China. Tòa nhà này rất nổi tiếng ở Hồng Kông, không chỉ bởi lối kiến trúc mang tính biểu tượng độc đáo, mà còn bởi những chuyện huyền bí phía sau. Người ta tin rằng tòa nhà này mang theo rất nhiều năng lượng xấu khi xây dựng với lối kiến trúc đại kỵ, phá bỏ mọi nguyên tắc âm dương. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng IMP, tòa tháp có hình dạng lăng kính hình tam giác, mô phỏng những bức măng tre đang đâm chồi nảy lộc. Nhưng cũng chính cấu trúc hình lăng kính này đã bắt đầu cho nhiều cuộc tranh luận về phong thủy. Người ta cho rằng những góc tam giác của tòa nhà giống như những mũi dao cắt đi mạch khí tốt, truyền năng lượng tiêu cực sang các tòa nhà san sát bên cạnh. Trong quá trình xây dựng, tòa nhà này cũng để lại nhiều tai tiếng khiến người ta càng khiếp sợ. Trong đó có sự sụp đổ của công ty tài chính ở tòa nhà Lippo ngay bên cạnh. Sau khi bị người dân phản đối và chỉ trích, chủ sở hữu tòa nhà đã phải khắc phục bằng cách thêm vào một thác nước bên cạnh tòa nhà hay cho đặt những tảng đá khổng lồ, thêm vào đó là trồng nhiều cây và hoa xung quanh. Các chuyên gia phong thủy cho rằng việc làm này sẽ làm sạch môi trường và quan trọng nhất là nuôi dưỡng năng lượng tốt, kiềm hãm những luồng khí độc của tòa nhà này. Tòa nhà HSBC. Tòa lạc ngay phía đối diện của Bank of China, tòa HSBC được xây dựng với sự tìm hiểu kỹ càng về phong thủy nhằm tránh đi năng lượng xấu mà Bank of China mang lại. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Norman Foster của Anh,
Tòa nhà mang thiết kế độc đáo này được xây dựng sau khi đã tham khảo các bậc thầy về phong thủy. Do đó, tuân thủ hầu hết các quy luật. Thang cuốn được đặt ở một góc lối vào nhằm ngăn chặn những khí xấu xâm nhập vào bên trong. Ngoài ra, người ta cũng cho đặt một cặp sư tử bằng đồng ở ngay lối vào, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thêm nữa, người ta còn cho lắp hai khối kiến trúc bằng kim loại gần giống với hình khẩu pháo trên nóc nhà, với mục đích là làm chệch hướng khí xấu tới từ tòa nhà tai tiếng Bank of China ở phía đối diện. Hopewell Center. Khai trương vào năm 1980, tòa nhà 64 tầng này là tòa nhà cao nhất thành phố cho đến khi tòa tháp Bank of China Tower vượt qua. Tòa nhà được xây với cấu trúc chạy dọc theo một hình trụ, tạo cảm giác giống như một ngọn nến, ngọn đuốc hay một điếu thuốc đang cháy dở. Nó trở thành một ám ảnh xấu bởi trong văn hóa Trung Quốc, điều này rất xấu, mang theo ý nghĩa chết chóc hoặc bốc cháy. Sau khi tham khảo ý kiến một thầy phong thủy, chủ sở hữu tòa nhà Hopewell Center đã cho xây một hồ bơi hình tròn trên mái nhà. Sự hiện diện của yếu tố thủy, nước trên tòa nhà được cho là sẽ chế ngự yếu tố hỏa của tòa nhà hình ngọn nến này, với hy vọng chế ngự năng lượng xấu mang lại những điều tốt đẹp. Cheung Kong Center. Trung tâm Cheung Kong được phát triển bởi tỷ phú Hồng Kông Lee Ka-shing vào những năm 1990. Nó nằm ngay giữa tháp Bank of China và tòa nhà SFBC. Một bên mang theo năng lượng xấu hình mũi dao, còn một bên lăm lăm khẩu pháo trên nóc. Một bài toán rất đau đầu được đặt ra cho những nhà xây dựng khi phải thi công một công trình nằm ngay giữa, yêu cầu họ phải rất cẩn thận với các yếu tố phong thủy. Cuối cùng, người ta quyết định lựa chọn một kiến trúc khiêm tốn, mặt cắt là hình vuông. Tòa nhà được lắp kính phản quang toàn bộ và ở giữa cũng có những khoảng hở để đảm bảo dòng năng lượng tốt sẽ chạy xuyên suốt trong tòa nhà. Thiết kế này cũng được tin rằng có thể cân bằng năng lượng tiêu cực của hai tòa nhà bên cạnh. Ngay cả chiều cao của Cheung Kong Center cũng bị giới hạn, củng cố nguyên tắc hài hòa và tránh cạnh tranh với hàng xóm tai tiếng bên cạnh. Trading House. Đây từng là tòa nhà chọc trời đầu tiên của Hồng Kông và là công trình mỹ miều nhất của đặc khu này khi được hoàn thành vào năm 1972. Tòa nhà cao 52 tầng và rất dễ nhận ra với nhiều ô tròn nhỏ trên thân tòa nhà. Mặc dù có nickname không mấy hay ho, tòa nhà của hàng nghìn kẻ lừa đảo, nhưng Trading House lại được đánh giá là có phong thủy rất tốt. Các cửa sổ hình tròn nhỏ của tòa nhà này được tin rằng đã bổ trợ cho những may mắn liên tiếp trong kinh doanh của gia đình Trading trong suốt lịch sử vì mang theo ý nghĩa tốt lành. Theo phong thủy, hình tròn giống với hình ảnh mặt trời, đồng thời cũng giống hình đồng xu tiền nên vừa mang ý nghĩa giàu có, vừa mang sự tốt lành. Tòa nhà ở vịnh Ripples. Vịnh Ripples, vịnh nước cạn, được xem là nơi có phong thủy rất tốt ở Hồng Kông. Ở vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mặt nhìn ra biển, người ta tin rằng có một con rồng sống ở dãy núi phía sau tòa nhà. Theo quan niệm Trung Quốc truyền thống, rồng là biểu tượng của sức mạnh, quý tộc và cả may mắn, nên nếu xây những tòa nhà chắn ngay phía trước dãy núi sẽ ngăn cản con rồng ra biển uống nước, hay nói cách khác là ngăn cản vượng khí của cả tòa nhà. Để khắc phục điều này, các tòa nhà ở vịnh nước cạn đều đục một lỗ ở thân. Lỗ hông này được gọi là cánh cổng của rồng, giúp luồng khí tốt được lưu thông từ trước ra sau mà không bị chặn lại, đem lại may mắn cho những người sống trong tòa nhà. Quy tắc này không chỉ phổ biến ở vịnh nước cạn mà còn được lan truyền khắp Hồng Kông nên không khó để bắt gặp một tòa nhà với lỗ hổng chính giữa như vậy.